Vào những ngày mùa hè năm 2005, dưới thời tiết nhiệt độ cao và oi bức, trong một căn hộ tại khu nhà ở cộng đồng tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, có tổng cộng 4 thi thể đang trong giai đoạn bốc mùi mà chẳng ai hay biết. Sau khi sự việc được phát hiện, thì thông tin chấn động này đã lan truyền đi với tốc độ nhanh chóng mặt. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Đầu giờ chiều ngày 11 tháng 6 năm 2005, một mùi hôi thối kinh hoàng thu hút sự chú ý của những người dân sống trong khu tập thể cộng đồng dân cư Thành Đô. Có đến gần 20 người tụ tập trước cửa một căn nhà ở tầng 4 khu 1 tòa nhà 4. Họ bàn tán xôn xao và không ngừng chỉ trỏ, cho rằng mùi hôi chính là xuất phát từ căn nhà gia đình ông Giang Minh Đức, giám đốc Cục Điện lực tỉnh Tứ Xuyên. Càng về trưa, nhiệt độ càng cao và hình như mùi hôi lại càng tăng lên nhiều hơn. Mọi người tò mò và rất muốn tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng rất tiếc, cửa chính đã đóng chặt, cửa sổ lại được che rèm kín bưng nên cơ bản chẳng quan sát được gì phía bên trong. Hàng xóm kế bên nhà Đức, bà Liên nói rằng đã vài ngày nay không hề nhìn thấy ai ra vào căn nhà này, buổi tối cũng không thắp đèn, dường như tất cả các thành viên đều ra ngoài chưa về. Nhưng kỳ lạ là tại sao trong ngôi nhà lại phát ra mùi hôi đặc trưng như vậy? Một số cho rằng có lẽ là mùi thức ăn ôi thiêu hay là xác động vật cũng nên. Tuy nhiên, một số lại bắt đầu có những suy nghĩ vô cùng táo bạo. Bà Liên rất thân thiết với Lý Nhan, vợ của Giang Minh Đức. Liên hay sang chơi nên lưu số liên hệ của cô. Bà quyết định quay số, nhưng kết quả là điện thoại đã ngắt kết nối. Liên nhớ lại, một vài ngày trước, có một người đàn ông đến đây tận 2 lần, anh ta tự xưng là cấp dưới và hỏi thăm tung tích của Giang Minh Đức. Hình như Đức đã nhiều ngày không đến nơi làm việc. Từ đây, những lời đồn đoán mang tính chất ma mị bắt đầu dấy lên vì mùi hôi làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí và đời sống của người dân gần đó, nên sự việc được báo cáo cho ban quản lý khu tập thể. Sau nhiều lần gọi điện nhưng vẫn không thể liên lạc được với thành viên nào trong gia đình nên họ quyết định báo cảnh sát. Sau khi lực lượng chức năng đến nơi, họ bắt đầu thu thập thông tin từ người dân và nhanh chóng biết được kể từ 5 ngày trước đã không thấy bất cứ thành viên nào trong gia đình ra khỏi nhà. Nơi làm việc của Giang Minh Đức và Lý Nham cũng cho biết cả hai không đến làm việc, không hề đưa ra bất cứ lời nhắn hay thông báo nào. Trước tình huống bất thường trên, cảnh sát cảm thấy khá đáng nghi. Họ quyết định khám xét nhà của Giang Đức Minh để tìm hiểu sự việc. Sau khi cửa được mở ra, cảnh sát vô cùng bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt. Trước mắt họ là thi thể của Giang Minh Đức và vợ Lý Nham, thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng. Hiện tại, cảnh sát cũng chắc chắn rằng mùi hôi chính xác là xuất phát từ đây. Ngoài ra, trong giường ngủ của hai vợ chồng còn có một thi thể nữ giới khác. Đây là con gái riêng của Lý Nham, tên Bành Tĩnh Ngọc, 16 tuổi. Trong nhà bếp, người chị gái của Lý Nham là Lý Bình cũng đã tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới sàn. 4 nạn nhân tử vong bất thường, tay và chân đều bị trói bằng dây thừng. Vụ án mạng mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng dân cư. Một tổ chuyên án ngay lập tức được thành lập và đội ngũ pháp y cũng gấp rút tới nơi để tiến hành quá trình khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận thấy toàn bộ đồ đạc trong căn nhà rất không ngăn nắp. Nhiều bộ quần áo rơi ra khỏi móc, ngăn kéo tủ trong tình trạng kéo dở, túi sách nam nữ, ba lô học sinh, tất cả đều có dấu hiệu bị lục lọi. Ngoài ra, ở trên bàn, cảnh sát còn tìm thấy tổng cộng 4 ly trà. Trong 4 ly có 1 ly gần cạn nước, trong khi 3 ly còn lại trà cao hơn nửa ly, dường như chưa được ai dùng tới. Báo cáo pháp y chỉ ra rằng nguyên nhân tử vong của 4 nạn nhân đều giống nhau, họ bị siết cổ dẫn đến tình trạng ngạt cơ học, vết lằn vẫn còn hằn nguyên trên cổ. Trên cơ thể của các nạn nhân, các vùng thấp như là bắp chân, bắp tay, lưng cũng xuất hiện các vết bầm nhưng nó không phải là vết thương. Các bác sĩ pháp y nhận định đó là vết hoen tử thi. Quần áo của các nạn nhân nữ rất gọn gàng, không có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Cảnh sát đã kiểm tra rất kỹ lưỡng toàn bộ đồ đạc trong căn nhà nhưng không hề phát hiện ra dấu vân tay lạ, ngay cả trên các ly nước trà cũng vậy. Căn nhà bị lục lọi nhưng không để lại dấu vân tay. Điều này có thể xác nhận được chắc chắn rằng hung thủ đã sử dụng găng tay trong quá trình gây án.
Hành động chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy khiến cho cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ án được lên kế hoạch từ trước, động cơ dường như là để cướp của. Cửa chính và cửa sổ vẫn trong tình trạng nguyên vẹn. Với chi tiết trên, có thể phán đoán rằng hung thủ đường đường chính chính bước vào nhà. Cảnh sát rất để ý tới manh mối, những ly trà trên bàn. Điều này càng tăng thêm tính thuyết phục cho phương án hung thủ là người quen. Từ suy luận trên, một cuộc điều tra về mối quan hệ xã hội của nạn nhân ngay lập tức được triển khai. Chủ nhà Giang Minh Đức, 49 tuổi, là giám đốc Cục Điện lực tỉnh Tứ Xuyên, danh tiếng vô cùng lớn. Vì làm việc cho cơ quan nhà nước nên mối quan hệ xã hội của ông tương đối phức tạp. Thường thì vào cuối tuần hoặc dịp lễ Tết thì sẽ có nhiều cấp dưới đến thăm và mang quà biếu. Vợ của Giang Minh Đức là Lý Nham kém Đức gần 10 tuổi. Cô hiện làm quản lý trong kho bạc nhà nước. Không khác gì chồng, Nham có mối quan hệ xã hội rộng rãi, một phần do tính chất công việc, một phần cô là người năng nổ và thích tham gia vào các hoạt động tập thể. Lý Nham từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân, Nham có con gái 16 tuổi, tên Bành Tĩnh Ngọc. Ngọc đang học cấp trung học, cô sống cùng bố nhưng thỉnh thoảng sẽ ghé đây chơi. Chị gái Lý Nham là Lý Bình. Bình sống một mình tại căn phòng trọ cách đây không xa, cô ấy có điều kiện kinh tế không tốt, nhờ vả em gái nhiều. Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng có lẽ mục tiêu nhắm tới của hung thủ là hai vợ chồng Giang Minh Đức, Lý Bình đến chơi vô tình trở thành nạn nhân. Tại cơ quan làm việc của Giang Minh Đức, một vài đồng nghiệp nói rằng trong một tháng nay có một người phụ nữ tìm tới và hỏi thăm về Đức. Cô tên Lưu Mã Hiên, tự nhận là vợ của Đức. Đa số các nhân viên làm việc tại văn phòng đều là cấp dưới của Đức. Họ cơ bản không dám tiết lộ gì nhiều nên phớt lờ người phụ nữ lạ mặt này. Rõ ràng, vợ của Giang Minh Đức là Lý Nham, người thường được Đức dẫn đi tham dự các buổi tiệc của cơ quan. Chính vì vậy, các đồng nghiệp nghĩ trong bụng rằng Lưu Mã Hiên là tình một đêm của Đức. Có lẽ vì thấy đối phương có tiền nên mới nhận vơ là vợ. Từ thông tin này, cảnh sát nhanh chóng tìm hiểu về đối tượng Lưu Mã Hiên để biết được đâu là sự thật. Rất nhanh chóng, cuộc điều tra đã cho ra kết quả. Thông qua mẹ ruột của Lý Nham, cảnh sát khám phá ra được một thông tin khá đặc biệt. Nham và Đức hóa ra không phải vợ chồng hợp pháp, thực chất họ chỉ là tình nhân, qua lại và sống chung với nhau gần 2 năm nay. Đức có vợ và họ vẫn chưa ly hôn. Vợ của Đức tên Lưu Mã Hiên, Hiên hiện sống cùng hai con trai ở quận Tư Trung. Sự việc này vốn được giấu kỹ với đồng nghiệp vì Đức không muốn danh tiếng của mình bị ảnh hưởng. Bí mật điều tra về Lưu Mã Hiên, cảnh sát nắm được một manh mối quan trọng. Cô là một dân chơi cờ bạc. Thời gian hai vợ chồng còn sống chung, Hiên gây ra một khoản nợ lớn, Đức phải đứng ra thanh toán. Hai vợ chồng từng tính đến chuyện ly hôn nhưng rốt cuộc vẫn chưa thực hiện được bởi vì chuyện này nếu công khai thì ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Đức. Thời gian sau đó, Đức được chuyển công tác đến Thành Đô và lưu trú trong một khu tập thể dành cho quan chức cấp cao. Cũng chính tại đây, anh ta quen biết và chung sống như vợ chồng với Lý Nham. Sau vài lần mang về một đống nợ như thế, Lưu Mã Hiên vẫn không có thái độ ăn năn, dường như ngày nào cô ta cũng lui tới sòng bài. Để tiếp tục đam mê của bản thân, Hiên chạy vạy, mượn nợ bạn bè, thậm chí Hiên còn bí mật thế chấp căn nhà của hai vợ chồng ở quận Tư Trung. Cảnh sát đã tìm đến và thẩm vấn Lưu Mã Hiên để hỏi một số thông tin. Hiên nói rằng hai vợ chồng quả thật xảy ra xích mích, không chung sống cùng nhau đã lâu, vấn đề là do cô bài bạc. Hiên cũng biết chồng mình có nhân tình là Lý Nham nhưng không ghen tức bởi vì giữa hai người đã có thỏa thuận rõ ràng từ trước. Mặc dù không ly hôn nhưng mệnh ai nấy sống, hàng tháng Đức sẽ gửi tiền cho Hiên đủ sinh hoạt phí cho ba mẹ con. Ngược lại, cô không được phép đến Thành Đô can thiệp vào cuộc sống của Đức và nhân tình. Hiên làm theo thỏa thuận, chưa khi nào bén mảng tới khu ở của chồng. Nhưng dạo gần đây hơi kẹt tiền, chủ nợ tới nhà đòi ráo riết, trong khi số phụ cấp mà chồng gửi thì cũng có giới hạn nên cô quyết định tìm tới nơi làm việc của anh ta xin thêm. Theo như báo cáo pháp y, thời điểm tử vong của các nạn nhân là 5 ngày trước, tức là ngày 6 tháng 6. Cảnh sát bắt đầu điều tra về hành tung của Lưu Mã Hiên trong khoảng thời gian này. Hiên nói, thời điểm mà cô đến Thành Đô tìm chồng cũng là lúc bị chủ nợ truy tìm ráo riết. Sau khi đến cơ quan của Đức nhưng vẫn không liên lạc được với anh ta, không còn cách nào khác, cô phải đưa hai con về quê nhà một người thân ở Thiểm Tây tạm lánh. Người thân ở Thiểm Tây xác nhận với cảnh sát rằng thời gian này Lưu Mã Hiên đang trốn nợ, cô rất hiếm khi ra ngoài.
việc di chuyển qua lại giữa hai nơi Thiểm Tây và Tứ Xuyên trong khoảng thời gian ngắn là điều không thể. Cảnh sát sau đó đã loại Hiên ra khỏi diện tình nghi vì cô hoàn toàn không có thời gian gây án. Lúc này, một nhóm điều tra khác sau khi thu thập lời khai từ người dân trong khu dân cư tập thể cũng bắt đầu có những manh mối mới. Theo đó thì vào buổi trưa ngày 6 tháng 6, nhân viên bảo vệ gác cổng cho biết anh ta nhìn thấy có 3 đối tượng lạ mặt đi vào. Họ trong trang phục lịch thiệp, đội mũ chóp, quần tây, áo vest, thắt calavat, nhìn tổng thể thì giống như là quan chức cấp cao nào đó. Vì khu này là nơi ở của quan chức cấp cao và gia đình nên nhân viên bảo vệ cũng đoán rằng họ là đồng nghiệp của một trong số những người ở đây. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, nhân viên bảo vệ thấy cả 3 đi ra, nhưng lần này họ không đi chung nữa mà tách riêng ra từng người một. Tuy nhiên, để mà nói họ là kẻ sát nhân thì nhân viên bảo vệ không tin lắm vì xét thấy biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ 3 đối tượng này có liên quan đến tình tiết 4 ly nước trà đặt trên bàn, 1 ly nước trà uống gần hết, trong khi 3 ly còn lại dường như vẫn còn nguyên vẹn. Từ chi tiết này, cảnh sát đưa ra một giả thuyết như sau. Có lẽ ly nước trà trong tình trạng uống dở là của một thành viên nào đó trong nhà, 3 ly còn lại có thể là của nghi phạm. Nghi phạm cố tình không uống nó với mục đích là không lưu lại dấu vân tay hoặc nước bọt trong ly. Suy đoán này có vẻ khá hợp lý, các thành viên trong đội điều tra tin rằng khả năng cao hung thủ là 3 người đàn ông lạ mặt này. Hơn nữa, theo như logic, để cùng lúc khống chế 4 thành viên thì hung thủ phải nhiều hơn 1 người. Tại hiện trường không thu thập được manh mối hữu ích nào khác, cảnh sát bắt đầu chuyển hướng sang những vật có giá trị của nạn nhân mà có thể đã bị đánh cắp. Liên hệ với bộ phận ngân hàng địa phương, cảnh sát nhanh chóng biết được Lý Nham và Giang Minh Đức đều sở hữu thẻ ngân hàng. Lý Nham sở hữu 2, còn Đức thì chỉ có 1. Cảnh sát cho rằng, hung thủ nếu đã lấy cắp thẻ ngân hàng thì chắc chắn phải biết được mật khẩu thông qua nạn nhân. Vậy thì có thể hung thủ đã rút tiền ngay sau khi gây án. Từ suy luận này, các nhà điều tra lại nhờ đến sự hỗ trợ từ phía ngân hàng. Theo như sao kê giao dịch, quả thật là vào ngày 8 tháng 6, tức là 2 ngày sau khi vụ án xảy ra, có 3 người đàn ông đứng ở cây ATM nằm trên đường Ất Sơn để thực hiện giao dịch rút tiền từ 3 chiếc thẻ, bao gồm thẻ của Lý Nham và Giang Minh Đức. 3 người đàn ông bịt khẩu trang, đội mũ chóp, vóc dáng tương tự với mô tả của nhân viên bảo vệ. Từ đây, cảnh sát kết luận có tổng cộng 3 nghi phạm, nhưng đáng tiếc họ không thể nhận diện được gương mặt của họ. Video giám sát tại trụ ATM chỉ đạt được chiều xa giới hạn. Cảnh sát hoàn toàn không rõ hướng đi của nhóm đối tượng trên. Không để manh mối bị gián đoạn, cảnh sát vẫn quyết định in hình ảnh của họ ra. Mặc dù không thể thông qua gương mặt, nhưng cảnh sát hy vọng ai đó sẽ nhận ra thông qua vóc dáng. Tuy nhiên, thời gian sau đó, mặc dù nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn không ai biết thông tin về 3 người đàn ông này. Vụ thảm sát chấn động tỉnh Tứ Xuyên trở thành tâm điểm dư luận thời điểm đó, đặc biệt khi nạn nhân là một quan chức cấp cao nhà nước. Một khi hung thủ còn chưa được tìm thấy thì nỗi thấp thỏm bất an trong lòng người dân vẫn còn mãi. Thời gian sau đó, cảnh sát Thành Đô lại tiếp tục thụ lý nhiều vụ án khác nhưng không quên tìm kiếm tung tích nghi phạm. Khoảng nửa năm sau, vào ngày 10 tháng 12 năm 2005, từ trình báo của người dân, cảnh sát Thành Đô đã bắt được một đối tượng có tên Trần Phạm Huân do họ phát hiện anh ta tàng trữ súng. Tại nhà của Huân, cảnh sát phát hiện ra nhiều viên đạn và thuốc nổ TNT. Huân khai mình chuẩn bị những thứ này để phục vụ cho mục đích đột nhập và trộm cắp. Điều khiến cho cảnh sát bất ngờ là từ lời thú tội của Huân, hắn ta thực sự đã giết người, không phải một mà rất nhiều người. Vào ngày 6 tháng 6, Huân cùng 2 đồng bọn là Lưu Hữu Nghị và Tăng Huân Sơn gây ra vụ thảm sát nhà giám đốc Cục Điện lực Tứ Xuyên. Ngay sau lời khai của Huân, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt Tăng Huân Sơn và Lưu Hữu Nghị. Một ngày sau cuộc truy đuổi tổng lực, Nghị và Sơn bị bắt giữ, đồng thời tất cả súng lục, đạn và các công cụ phạm tội khác có liên quan đều bị tịch thu. Tên chủ mưu là Lưu Hữu Nghị, nhưng khi danh tính của hắn ta được vạch trần thì ai nấy cũng bàng hoàng. Lưu Hữu Nghị năm đó 42 tuổi, hắn ta là cán bộ thừa phát lại, làm việc tại Cục Thi hành án quận Tư Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Về công việc thừa phát lại thì có thể hiểu đơn giản như sau.
thừa phát lại hay chấp thế lại là người có các tiêu chuẩn được nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác theo quy định. Vậy thì, rốt cuộc thừa phát lại Lưu Hữu Nghị có mối thù gì với Giám đốc Cục Điện lực Giang Minh Đức? Tại sao lại muốn tiêu diệt ông ta và những người liên quan? Hãy cùng nghe câu trả lời của Lưu Hữu Nghị để biết tường tận mọi chuyện là như thế nào. Ngồi trước mặt các thành viên trong tổ điều tra, gương mặt của Nghị trầm xuống, mang mác buồn. Hắn nói mình hối hận về những việc làm của mình từ trước đến giờ và có nguyện vọng rằng sau khi thú nhận mọi việc thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Lưu Hữu Nghị đến từ quận Tư Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Từ nhỏ, vốn đã thông minh lại may mắn sinh ra trong gia đình có kinh tế tốt nên Nghị có đầy đủ điều kiện phát triển. Thời còn đi học, Nghị đạt thành tích cao, giữ chức vụ quan trọng trong lớp. Nghị khéo ăn, khéo nói, luôn là trung gian kết nối mọi người lại với nhau. Việc năng nổ trong các hoạt động trở thành lợi thế lớn cho công việc của Nghị sau này. Tốt nghiệp đại học xong, Nghị bắt đầu tham gia vào thị trường lao động. Hắn ta làm việc cho một tòa án địa phương. Công việc này tuy lương không cao, nhưng khiến Nghị và gia đình nở mày nở mặt vì là phục vụ cho nhà nước. Vào đầu năm 1990, do thể hiện năng lực tốt, Lưu Hữu Nghị được bầu làm thẩm phán của tòa án thị trấn Âm Sơn ở quận Tư Trung. Khi giữ chức vụ cao, cũng là lúc Nghị bộc phát những bản chất thật của mình. Nghị trở nên độc đoán, thường bỏ qua ý kiến của người khác và cho bản thân đúng trong mọi tình huống. Để khẳng định vị thế, đồng thời để không ai dám qua mặt mình, Nghị giao du với đám người được gắn mác là anh hùng. Những người này đa số đều có tiểu sử không tốt, từng vào tù vì trộm cắp, cố ý gây thương tích. Lúc này, Lưu Hữu Nghị vừa có chức vụ cao, vừa được sự che chở của nhóm côn đồ, nên cũng giống như hổ mọc thêm cánh. Kể từ khi mối quan hệ mở rộng, Nghị dần dần chảnh mảng với công việc. Có lần, Nghị vắng mặt trong phiên tòa không có lý do nên bị chỉ trích. Sự việc trên lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Nghị bị trừ lương, từ đó xảy ra tranh chấp với tranh án. Cự cãi qua lại, trong cơn tức giận, Nghị rút một khẩu súng lục luôn giấu ở trong người và bắn một phát, nhưng may mắn viên đạn trạch hướng và không ai thương vong. Không biết Lưu Hữu Nghị chỉ là đang hù dọa tranh án hay do kỹ năng bắn súng của hắn ta quá kém, nhưng dù sao, hành động mất kiểm soát này chắc chắn chẳng thể nào được bỏ qua. Cuối cùng, Nghị bị kết án 2 năm tù vì hành vi tàng trữ vũ khí trái phép và gây nguy hiểm cho người khác, đồng thời bị cách chức khỏi cơ quan công quyền. Việc Lưu Hữu Nghị vào tù là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với gia đình. Nghị rất hối hận vì điều này, lúc nào cũng tỏ thái độ ăn năn, cố gắng cải tạo thật tốt để được giảm án. Sau khi ra tù, Lưu Hữu Nghị sắp xếp các cuộc gặp gỡ với cấp trên, tìm đủ mọi cách để lấy lại vị thế của mình trước kia. Mọi chuyện cuối cùng cũng đạt như mong muốn, Lưu Hữu Nghị thực sự được tha thứ và trở lại làm việc tại tòa án như chưa có gì xảy ra. Việc này khiến cho Nghị cảm thấy tự hào về bản thân, hắn thường đi khoe khoang rằng chắc chắn không ai hạ bệ được mình. Nghị tin vào thế lực lớn mạnh và cho là tất cả mọi người tại địa phương đều phải sợ khi thấy hắn ta. Bạn bè và người thân cố gắng làm thân và khen ngợi Nghị khiến cho hắn ngày càng ngạo mạn, hống hách hơn. Lưu Hữu Nghị trở lại làm việc tòa án, không rút ra được bài học, vẫn tiếp tục thiếu trách nhiệm. Muốn làm gì thì làm, thích đến thì đến, không thì ngắt liên lạc, không ai có thể quản lý được. Để giết thời gian, Nghị bắt đầu tham gia vào thế giới đỏ đen, vừa để kiếm tiền nhanh gọn lẹ, vừa để khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực mới. Cứ như thế, Nghị lao đầu vào cờ bạc và nhanh chóng tiêu hết số tiền tiết kiệm được. Bị nghiện và khó có thể nào gỡ ra được, cho nên hắn ta tìm đủ mọi cách để xoay sở. Gia đình không cho mượn, bạn bè cũng không, khiến cho Nghị nhanh chóng rơi vào tình thế tiền thoái lưỡng nan. Hắn bắt đầu tìm đủ mọi cách để có thể tiếp tục sở thích không mấy tốt đẹp này. Lưu Hữu Nghị có hai cánh tay phải là Trần Phàn Huân và Tăng Huân Sơn. Cả hai đều từng có tiền án, sau khi ra tù không được xã hội đón nhận nên tiếp tục trộm cắp và kiếm được rất nhiều tiền. Thế là Nghị yêu cầu Huân và Sơn cứ có bao nhiêu tài sản phải giao nộp hết cho mình. Huân và Sơn cũng là những tay cờ bạc khét tiếng. Sau khi về chung một đội thì cả ba cùng nhau thụt lùi. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, họ mắc nợ rất nhiều nơi, con số lên đến 200.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 690 triệu đồng.
Khoảng những năm 2000, đây được đánh giá là một số tiền khổng lồ. Cả ba tên đều lười lao động như nhau, thì chắc chắn là có đến mùa quýt mấy mươi năm sau cũng không thể nào trả nổi. Trong một lần ngồi cùng nhau ở trên bàn nhậu, cả ba bắt đầu than vãn, trách cuộc đời này quá bất công. Tại đây, chúng nhìn thấy có một người đàn ông đi nhậu, nhưng mang theo một sấp tiền lớn, vừa nhậu vừa cười nói, chứ không phải kiểu mượn rượu giải sầu giống mình. Choáng ngợp với vẻ bề ngoài giàu có của đối phương, cả ba bỗng có cảm giác tức giận, chỉ vì anh ta giàu. Lại còn ỉ giàu mà boa tiền cho nhân viên phục vụ. Càng nhìn, Nghị và Huân càng thấy ngứa mắt. Họ nói với nhau rằng, người giàu tiền tiêu bao nhiêu cũng không hết, người vốn đã nghèo làm gì cũng không ngóc đầu lên nổi. Ngay cả khi chơi bài, tiền rồi cũng sẽ về tay những kẻ giàu. Chúng ta thực chất là bị bọn người giàu lừa mà thôi. Huân và Sơn đều là những tên tội phạm khét tiếng, từng làm nhiều việc xấu. Thấy đàn anh Lưu Hữu Nghị không vui nên liền nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là lấy của người giàu chia cho người nghèo. Nghe đề nghị của đồng bọn, Lưu Hữu Nghị không đánh giá cao. Hắn nói chỉ với hai người họ thì chắc chắn không thể làm nên trò trống gì. Huân và Sơn vốn bị cảnh sát nhắm tới, cho nên hành động liều lĩnh thì rất nguy hiểm. Trần Phan Huân và Tăng Huân Sơn không hề tỏ thái độ mỉa mai Lưu Hữu Nghị, ngược lại còn tranh thủ khen ngợi Nghị, nói rằng Nghị biết cách phản trinh sát mạnh mẽ, chỉ cần có hắn ta đứng ra lãnh đạo thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Lúc này, Lưu Hữu Nghị còn lý trí, hắn ta là công chức nhà nước, không muốn hủy hoại danh tiếng nên không muốn triệt đường sống của mình. Hắn vẫn tin rằng nợ cờ bạc thì chỉ có cờ bạc mới gỡ lại được. Chỉ có điều kỹ năng cờ bạc của Nghị thực sự rất tệ. Hắn ta liên tục đánh và liên tục thua, chẳng những không lấy lại được tiền mà còn mắc nợ nhiều hơn. Chán nản, Lưu Hữu Nghị lại tìm đến Trần Phan Huân và Tăng Huân Sơn. Cuối cùng, cả ba quyết định thực hiện kế hoạch trộm cắp. Mục tiêu nhắm đến của bọn chúng là các quan chức tham nhũng. Trong đầu của cả ba luôn cho rằng, những việc làm sắp tới đều là chính nghĩa, với khẩu hiệu cao cả, cướp của người giàu, giúp đỡ người nghèo. Lưu Hữu Nghị biết người đàn ông tên Giang Minh Đức. Giang Minh Đức cũng là người dân quận Tư Trung. Khoảng năm 1998, Đức giữ chức bí thư huyện ủy, giữa Nghị và Đức cũng gọi là thân thiết. Một trong những người anh họ của Nghị từ quân đội trở về, chính Giang Minh Đức đã sắp xếp công việc cho anh ta. Sau đó để tỏ lòng biết ơn, Nghị cũng đã nhiều lần mời Đức đến nhà dùng bữa. Đôi khi, Đức cũng giúp đỡ chuyện tiền bạc, nhưng sau đó Đức chuyển công tác đến huyện khác. Thời gian dài không qua lại nên mối quan hệ giữa cả hai dần rạn nứt. Sau đó Giang Minh Đức thăng tiến đều đặn. Năm 2002 được điều động làm giám đốc Cục Điện lực tỉnh Tứ Xuyên. Có thể nói là một chức vụ với quyền lực cao. Theo Lưu Hữu Nghị, những người như Giang Minh Đức chắc chắn không trong sạch. Anh ta kiểu gì cũng nhận hối lộ, chứ không thể nào mà giàu nhanh như vậy được. Với tính cách nóng nảy của Giang Minh Đức, Nghị đảm bảo anh ta sẽ có những hành động hà hiếp người dân. Cứ như vậy, Nghị cho rằng những việc mình sắp làm chính là trừ họa cho dân, hoàn toàn không có gì sai trái cả. Khi đó, Nghị, Huân và Sơn thậm chí còn không biết địa chỉ hiện tại của Đức là ở đâu. Nghị quyết định cùng hai đồng bọn đến thẳng thành phố Thành Đô và bắt đầu lân la dò tìm tung tích của đối phương. Để tìm được Giang Minh Đức, ba tên rất đầu tư, chúng mua ống nhòm, quan sát khu vực Cục Điện lực địa phương trong thời gian dài. Sau vài ngày, cuối cùng họ phát hiện ra Giang Minh Đức. Bí mật lần theo, kết quả cũng biết được địa chỉ nhà. Chúng phát hiện Đức không sống một mình. Tại căn hộ này có một cô vợ tên Lý Nham. Lý Nham làm việc tại kho bạc với cấp bậc quản lý và mức lương cao ngất ngường. Tin tức này khiến đám người Lưu Hữu Nghị vui mừng khôn xiết, nghĩ là bọn họ có thể cướp hai người giàu một lúc, có lẽ là rất bội thu. Băng nhóm không đơn giản là cướp của mà chúng sẵn sàng sát hại nạn nhân nếu như họ có hành động cản trở. Để đảm bảo kế hoạch thành công, chúng mua 3 khẩu súng lục từ chợ đen, cũng như băng keo, dây thừng và các vật dụng hỗ trợ khác. Trưa ngày 6 tháng 6 năm 2005, Nghị, Huân và Sơn, ba tên mặc vest, đi giày da, đội mũ chóp đến cộng đồng dân cư nơi Giang Minh Đức sinh sống. Sở dĩ ăn mặc như thế này là để không ai nghi ngờ. Sau khi gõ cánh cửa nhà Giang Minh Đức, Lưu Hữu Nghị nở nụ cười, nói với Giang Minh Đức bằng giọng địa phương Tư Trung. Đức nhanh chóng nhận ra người quen nên liền mời vào. Nghị nói muốn nhờ Đức sắp xếp công việc cho hai người em họ đi cùng. Nghe vậy, Đức nhiệt tình chào đón,
khách tới nhà nên Đức nhờ Lý Nham đi pha bình trà và rót ra ly mời họ. Đợi khi Giang Minh Đức mất tập trung, ba tên đá lông nheo sau đó rút súng ra khống chế Đức và Nham. Chúng đe dọa nếu như hé miệng thì đạn sẽ bay vào đầu, nên cả hai không dám có bất cứ hành động nào. Để tránh hàng xóm xung quanh phát hiện, nhóm côn đồ đã đóng cửa, kéo rèm cẩn thận và cũng tắt luôn điện thoại của Nham và Đức. Sau khi dùng dây thừng trói chặt tay và chân của hai nạn nhân, chúng bắt đầu lục soát trong nhà. Chúng tìm được ba thẻ ngân hàng, ép Lý Nham khai ra mật khẩu. Lý Nham nghĩ rằng nếu thành thật thì mình sẽ được thả, nhưng không ngờ vừa có mật khẩu, cô và người tình đã bị siết cổ bằng dây thừng. Sau khi chuẩn bị dọn dẹp dấu vết tại hiện trường, cô con gái 16 tuổi Bành Tĩnh Ngọc lên tiếng gọi cửa thì liền bị chúng kéo vào nhà và bóp cổ đến chết. Không lâu sau đó, chị gái của Lý Nham là Lý Bình lại gõ cửa. Kết quả, cô cũng không thoát khỏi bi kịch tương tự. Dọn dẹp cẩn thận mọi thứ, chúng tách riêng ra rồi rời đi. Phong thái bình tĩnh, chẳng khác nào một quan chức cấp cao. Không ai nghĩ rằng chúng vừa mới giết người cả. Lần đầu tiên ra tay, bọn côn đồ cùng lúc sát hại 4 người, nhưng chỉ rút được hơn 38.000 tệ trong thẻ ngân hàng, khoảng 13 triệu đồng. Chi phí trung bình cho mỗi mạng người chưa đến 10.000 tệ, điều này khiến cho chúng vô cùng thất vọng. Mặc dù mới đầu thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng dù sao, giết người thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Qua vài ngày sau, chúng bắt đầu sợ hãi, không dám đi ra ngoài mà ở yên xem phản ứng của cảnh sát. Biết cảnh sát đang truy lùng giáo giết nên băng nhóm không dám manh động, hạn chế ra ngoài nhất có thể. Mãi đến khoảng nửa năm sau, không thấy cảnh sát tìm tới, chúng mới cảm thấy nhẹ nhõm và hơi chút tự mãn. Nghị, Huân và Sơn lại tiếp tục lên kế hoạch đột nhập và cướp của. Mặc dù Lưu Hữu Nghị và hai đồng bọn đã rất cẩn thận, nhưng cuối cùng cũng bị tóm gọn. Đối diện với lực lượng chức năng, cả ba dường như rất hối hận, liên tục nói mình có lỗi và mong được sửa sai. Nhưng đây là lời xin lỗi muộn màng, làm sao có thể tha thứ khi cả bốn mạng người đã bị sát hại dã man trong tay bọn chúng. Hơn nữa, cảnh sát cũng cho rằng nếu thật sự cảm thấy hối hận thì chúng phải ra đầu thú, chứ không phải là mai danh đến tận nửa năm sau rồi lại tiếp tục phạm tội ác. Tại phiên tòa xét xử, ba bị cáo Lưu Hữu Nghị, Trần Phạm Huân và Tăng Huân Sơn vẫn một mực cho rằng cả ba làm việc chính nghĩa, mong tòa án xem xét động cơ phạm tội mà giảm nhẹ hình phạt. Động cơ phạm tội này của nhóm sát nhân bị người thân nạn nhân và công chúng chỉ trích mạnh mẽ, và tất nhiên nó không phải là lý do để tội ác được bỏ qua. Hậu quả mà băng nhóm này gây ra là vô cùng nghiêm trọng nên chắc chắn phải trả giá bằng mạng sống. Vụ án ngày hôm nay cũng chủ yếu do thói quen cờ bạc mà ra. Trên thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp tương tự như vậy. Có điều không ngờ tới kẻ chủ mưu của tội ác lại là một nhân vật tầm cỡ đạt được danh tiếng nhất định như Lưu Hữu Nghị. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.